chủng mở rộng. Và khi mà các em có câu hỏi thì các em đặt ngay ở trong phần bình luận để thầy trả lời nhanh luôn. Cả hai bài hết. Chương trình tay chân miệng tiêm chủng mở rộng á, xin lỗi. Tiêm chủng mở rộng quốc gia với bốn cái mục tiêu chính, đó là duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi luôn đạt mức cao từ 90% ở quy mô tình huyện. Cái này chúng ta đã biết rồi, đang mùa dịch Covid các em biết rồi, mức cao trên 90% để đảm bảo được cái miễn dịch cộng đồng, thấy không? Nâng cao tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, đúng không? Và chặt chẽ hình thức tiêm chủng chiến dịch. Chúng ta biết là từng đợt mà vaccine nó bùng đợt dịch bùng phát thì chúng ta phải có tiêm chủng chiến dịch vào. Như là đợt này Covid bùng phát đợt 2, đợt 5 rồi, như vậy chúng ta phải tiêm tầm soát lại những người nào chưa tiêm chúng ta tiêm. Thì đã tiêm rồi mà kháng thể nó giảm thì chúng ta tiêm nhắc lại để cho nó kháng thể đủ đủ bảo đảm. Chúng ta tăng cường giám sát hỗ trợ vùng triển khai tiêm chủng gặp nhiều khó khăn như vùng sâu vùng xa và tranh thủ sự giúp đỡ của nước ngoài ha. Về ý nghĩa của chương trình tiêm chủng mở rộng đó là chúng ta tạo được miễn dịch chủ động, giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết, cũng tiến tới thanh toán một số bệnh lây thường gặp. Thì miễn dịch chủ động đó là chúng ta chủ động đưa vào cơ thể một phần hay toàn bộ vi sinh vật hay một sản phẩm vi sinh vật như là độc tố chẳng hạn này, như là một kháng nguyên tính chất hay là kháng nguyên tổng hợp, hay là hiện nay á, là chúng ta đưa vào cái mã thông tin mRNA, chúng đưa mã thông tin đưa vào để mà ký cơ thể nó tạo ra một cái protein nên hay là tạo ra cái kháng nguyên để mà cơ thể. Như vậy là cái vaccine mới, là cái miễn dịch chủ động mới này á, mà chúng ta giúp cho cơ thể tự tạo kháng nguyên rồi tự kích thích tạo kháng thể, nhá. Thế cả nó cũng có thể là đưa vào cái miễn dịch chủ động cũng được. Còn cái miễn dịch thụ động là chúng ta thụ động đưa vào sẵn, đưa cái kháng thể sẵn thì gọi là miễn dịch thụ động, nhá. Miễn dịch thụ động. Thế vậy thì muốn tiêm được, tiêm chủng được thì chúng ta những đặc điểm của bệnh đó là cần phải là cần có, đó là bệnh là này khi mà lây bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng và tạo thành dịch như là Covid-19, rồi bệnh có thời gian bệnh kéo dài và khả năng tử vong hay là để lại di chứng nặng nề, cái chi phí đội lên rất cao mà khi mà chúng ta điều trị. Như vậy các em thấy Covid, nếu mà điều trị một bệnh nhân Covid nó tốn rất là nhiều tiền, đúng không? Nhất là được người bệnh nhân nào phải cần chạy ECMO nữa, đúng không? Đổi lên rất là chịu tận tiền tỷ chứ không phải tiền triệu nữa. Và khi trẻ bị bệnh chi phí cao như vậy, và đặc biệt là bệnh phải tạo được vaccine, như vậy là cái công tác đào tạo về chế vaccine nó rất là quan trọng. Đặc điểm nắm cái đặc điểm này là năm đặc điểm chính của bệnh cần phải tiêm chủng cho trẻ. Đối với vaccine thì dựa vào cái miễn dịch chủ động hay là thụ động, chúng ta sẽ có những cái loại vaccine nhớ, vaccine sống giảm độc lực như là lao, bại liệt, sởi, bất hoạt hay độc tố, rồi ngoài ra thì đối với là vaccine thì chúng ta có thể tiêm cùng lúc nhiều loại vaccine với nhau và không có gây ảnh hưởng gì. Loại vaccine được chỉ định thì vào trong tùy vào cái chỉ định tiêm chủng của chương trình tiêm chủng quốc gia nó sẽ thay đổi rất là nhiều, thay đổi hàng năm này. Giống như hiện nay sau này chúng ta có khi qua được dịch đại dịch này chúng ta phải đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia về Covid nữa, thấy không? Và hiện nay thì chương trình tiêm chủng quốc gia chúng ta có thứ nhất là trẻ từ không từ không đến dưới 1 tháng đến 2 tháng á, thế thường là dưới 1 tháng á, là chúng ta có mũi lao này, rồi viêm gan B mũi không này, là đến tháng thứ 2 mà đặc biệt á, nếu như mà có dịch ho gà xảy ra thì có thể ít nhất là được trẻ phải đặt 6 tuần tuổi, ít nhất 6 tuần trở lên, thấy không? Chúng ta bắt đầu tiêm 5 trong 1, rồi là uống bài liệt mũi 1 tầm tháng thứ 3, tháng thứ 4 chúng ta tiêm 5 trong 1 lần 2 lần 3 và uống bài liệt lần 2 lần 3. Rồi qua tháng thứ 5 chúng ta tiêm một mũi bài liệt lần 4, thấy không? Tại vì sao có cái bài liệt lần 4 này mà dần tiêm, nó được là dần uống. Tại vì từ năm 2019 á, toàn cầu là đã tuyên bố 2018, toàn cầu là tuyên bố là thanh toán thành công cái bài liệt tiếp 2. Nhưng mà do vậy thì tất cả các loại vaccine nào mà vaccine sống á, của bài liệt sống á, là chỉ phải loại bỏ ngay tiếp 2 vì có nguy cơ nó lây lan ra ngoài cộng đồng, thì chúng ta phải loại bỏ cái tiếp 2.
và chúng ta chỉ làm cái tiếp hai qua cái kháng trong cái kháng thể mà thôi. Thì chúng ta cái mũi thứ năm vào tháng thứ năm chúng ta tiêm mũi 4, tại vì các nước lân cận không Lào Campuchia mà thì nó vẫn còn lưu hành cái bệnh bại liệt, vậy biết nó còn tiếp hai hay không thì thôi chúng ta tiêm luôn cái mũi bại liệt. Thì có 3 tiếp bao gồm vào tháng thứ năm đó, và có bao gồm cả 3 tiếp, tiếp 1, tiếp 2 và tiếp 3 phụ luôn. Rồi qua tháng thứ 9 chúng ta có sợi, rồi tháng thứ 12 lên chúng ta có viêm não Nhật Bản, rồi thương hàn, vân vân. Thì đó là cái lịch của tiêm chủng cho trẻ. Vậy thì có chống chỉ định gì không? Có, nó là tiêm cái gì nó cũng phải có chống chỉ định. Không được tiêm BCG, sống nhầm lực lực đó, là láo cho những trẻ sơ sinh mà được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, nhưng bà mẹ này không được dự phòng tốt lây truyền từ mẹ sang con. Và dự phòng tốt lây truyền, dự phòng tốt là gì? Thứ nhất là bà mẹ này đâu bắt buộc là không cho con bú nữa. Đó. Uống ARV kháng virus thì chúng ta sẽ tiêm được BCD. Nếu như mà vì cả em biết rằng á, nếu như một bà mẹ mà nhiễm HIV thì nguy cơ truyền con virus HIV là khoảng 40%. Cho đứa trẻ, khoảng 40% là bà mẹ sẽ truyền con HIV qua cho trẻ. Nhưng mà khi chúng ta dự phòng tốt, đúng không? Thì khả năng truyền này nó giảm xuống chỉ còn 1% mà thôi. Như vậy thì 1% hay 1,5% là cái tỷ lệ cho phép để chúng ta tiêm vaccine, để chúng ta bảo vệ tới 99% còn lại. Vậy thì những đứa ba mẹ nào, những đứa trẻ nào được sinh ra từ ba mẹ được dự phòng tốt, dự phòng lây truyền tốt, thì chúng ta tiêm. Trẻ có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine lần trước có cùng thành phần thì chúng ta không có tiêm. Đợi chút. Alo thầy nghe. Alo. Ừ. Nói tiếp. Rồi tiếp tục. Trường hợp mà trẻ suy giảm miễn dịch, suy giảm mắc phải hay là bẩm sinh, và trong cái giai đoạn nặng á, có biểu hiện suy giảm miễn dịch nặng á, tức là HIV mà giai đoạn 4 á, giai đoạn mới có tiêu chảy rồi hạch nổi tùm lum rồi á, thì khi đó là chống chỉ định tiêm chủng các loại vaccine sống giảm độc lực. Không? Các trường hợp chống chỉ định khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất và từng loại vaccine, ví dụ như là phế cầu hay là cúm chẳng hạn, vaccine cúm. Không? Thì những người những đứa trẻ nào mà nó dị ứng nặng gọi là cái trứng gà hay lòng trắng, đặc biệt là lòng trắng trứng gà, chúng ta cũng được tiêm. Hoặc là phế cầu cũng vậy, dị ứng nhiều quá với lòng trắng thì chúng ta cũng được tiêm. Thì tuy mỗi loại vaccine nó sẽ có những cái chống chỉ định khác, chúng ta cần phải tìm hiểu, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Các tình huống hoãn tiêm chủng thì chúng hiện nay chúng ta có một cái rất là tốt, đó là chúng ta chia ra hai cái nhóm, nhóm tiêm chủng ở ngoài bệnh viện và đặc biệt là không có cái ngoài bệnh viện, tức là không có cái phòng ICU, phòng cấp cứu hồi sức đó, và nhóm ở trong bệnh viện. Đối với cái nhóm ngoài bệnh viện thì nếu mà có tình trạng suy cả cơ quan thì chúng ta hoãn cho tới khi mà trẻ ổn định thì chúng ta tiêm nhá. Mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm trùng, rồi trẻ đang sốt, trẻ mới dùng các sản phẩm globulin miễn dịch trong vòng 3 tháng, đặc biệt là thì chúng ta tạm hoãn tiêm chủng vaccine sống giảm độc lực. Nhưng mà nếu như mà đang mà dùng kháng huyết thanh viêm gan B thì chúng ta vẫn tiêm đang hoặc vẫn tiêm tiêm chủng bình thường, tại vì nó về kháng huyết thanh này nó chỉ là cái đánh vào con virus viêm gan B mà thôi, nhưng nó không trung hòa cả cái là vaccine khác, nên cái globulin miễn dịch
nó vẫn không ảnh hưởng đối với là các loại vaccine nên chúng ta vẫn tiêm. Trẻ đang hoặc mới kết thúc đợt điều trị corticoid liều cao và tương đương với là 2 mg đăng ký trên ngày á, hoặc trẻ đang hóa trị xạ trị trong vòng 14 ngày thì tạm hoãn tiêm chủng cái vaccine sống giảm độc lực hoặc là vaccine khác chúng ta vẫn tiêm. Và trẻ có cân nặng dưới 2 kg thì chúng ta chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. À, đó. Và có tiền sử phản ứng tăng dần các lần tiêm chủng trước cùng loại vaccine. Ví dụ như lần đầu mà không sốt nhưng lần sau chúng ta thấy sốt, đặc biệt là cái mũi 5 trong 1, mũi mũi 2 á. Lần đầu thấy sốt hay lần 2 thì sốt cao trên 39 độ thì thôi chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại tại bệnh viện. Rồi mắc các bệnh lý bẩm sinh thì cả này rất là hay này, và có nhân văn này, là những mắc các bệnh lý bẩm sinh hoặc mang tính ở tim, ở phổi, hệ tiêu hóa. Lúc trước là hầu như chúng ta mặc định là không có tiêm, không có tiêm, làm những đứa trẻ là những yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh nhiều hơn nữa mà không được tiêm, nên nó vào thường bệnh rất là nặng, không, và tích lũy theo hàng năm nó càng ngày càng nguy cơ nhiễm bệnh nặng, khả năng điều trị rất là khó khăn. Nhưng hiện nay thì chúng ta có cái thông tư công văn là thể tiêm được và tiêm mà sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Đó là cả cái điểm mới từ năm 2018 đến nay. Rồi đối với cơ sở, đối với trẻ sơ sinh, nghe lúc này chúng ta nói ngoài viện sơ sinh, đối với trẻ sơ sinh mà tại cơ sở ngoài bệnh viện thì trẻ cân nặng dưới 2.000 g là sẽ chuyển khám và tiêm chủng ở tại bệnh viện. Lúc này chúng ta đã nói là với cái nhỏ mà sinh non mà dưới 30 34 tuần, sinh non dưới 34 tuần, nếu như nhớ là ở ngoài có phòng, ở ngoài bệnh viện đó, là ở ngay trạm xá nó vậy á, hoặc là bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến tuyến huyện tuyến xã mà chưa có cái phòng ICU, nên nếu mà có phòng sinh mà sinh non và trẻ tuổi thai dưới 34 tuần, nên nếu mẹ có hạ bé AV thì tạm hoãn tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh và tiêm chủng khi trẻ đủ 34 tuần tính cả tuổi thai. Trường hợp mà nếu có hạ bé mẹ hạ bé AV dương tính hoặc mẹ không xét nghiệm thì chúng ta khám sàng lọc tiêm chủng tại bệnh viện, tức là tiêm hạ bé AV hoặc là tiêm cái mũi láo và tiêm ở tại bệnh viện. Trường hợp trẻ sinh non mà tuổi thai dưới 34 tuần thì tạm hoãn tiêm mũi lao và tiêm chủng khi trẻ đủ 34 tuần, nó tính cả tuổi thai. Rồi, mắc các bệnh bẩm sinh hoặc bệnh mạng tính ở tim, ở phổi thì chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Đối với cơ sở tiêm chủng tại bệnh viện thì nó được mở rộng nhiều hơn. Thế tình trạng đang suy chức năng cơ quan thì chúng ta cũng tạm hoãn để chờ cái trẻ ổn định chúng ta tiêm. Rồi trẻ đang mắc các bệnh nhiễm trùng hay là trẻ đang sốt chúng ta tạm hoãn, trẻ mới dùng một sản phẩm miễn dịch trong vòng 3 tháng. Rồi trẻ đang hoặc mới kết thúc xạ trị, hóa trị hay là uống corticoid thì chúng ta tạm hoãn sống vaccine sống giảm độc lực. Và cực đối với cái loại mà những cái nhỏ mà trẻ mà bị tim bẩm sinh hoặc mãn tính á, thế mà áp lực động mạch phổi mà trên 40 mm thủy ngân á, thì chúng ta tạm tạm hoãn tiêm chủng. Chúng ta xem thử nó đang mắc các bệnh lý cấp tính hay không, hoặc làm viêm phổi hay không, và khi nó làm cho áp lực nó tăng lên hay không. Nếu sau một đợt thời gian mà cho điều trị mà áp lực động mạch phổi nó giảm xuống dưới 40 mm thủy ngân thì chúng ta tiêm. Đối với trẻ sơ sinh hay sao, trẻ sơ sinh mà có chỉ định cấp cứu thì không được tiêm, hoãn tiêm. Trẻ sơ sinh có rối loạn thân nhiệt thì tiêm khi trẻ ổn định thân nhiệt. Trẻ có tuổi thai ở trong bệnh viện thì đánh giá tại tuổi thai dưới 28 tuần. Nếu tuổi thai dưới 28 tuần thì tiêm chủng vaccine viêm gan B khi đủ 28 tuần. Rồi trẻ dưới 34 tuần tạm hoãn tiêm BCG. Rồi tiêm khi mà trẻ 34 tuần tính cả tuổi thai thì chúng ta tiêm. Đối với trẻ sơ sinh sinh ra tại cơ sở tiêm chủng tại bệnh viện thì trẻ cân nặng dưới hoặc tiêm chủng khi trẻ dưới 2 kg mà mẹ có hạ bét Ari âm tính. Trường hợp mà mẹ đứa trẻ có hạ bét Ari dương tính hoặc không xét nghiệm cho mẹ thì cần tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ. Trẻ mắc các bệnh tim bẩm sinh có tăng áp lực động mạch phổi trên 40 mm thủy ngân cũng hoãn. Các trường hợp tạm hoãn khác theo hướng dẫn. Các trường hợp tạm hoãn tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện cần chuyển tuyến để được khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện, là về chúng ta sẽ
tóm tắt lại đó là trẻ có cân nặng dưới 2 kg, mẹ HPLC dương tính hoặc mẹ không xét nghiệm chuyện. Trẻ có tự thai dưới 34 tuần, có mẹ có HPLC hoặc mẹ không xét nghiệm chuyện. Trẻ có tiền sử phản ứng tăng dần chuyện. Trẻ có mắc các bệnh tim phổi hệ thống bẩm sinh thì chuyện. Một lưu ý khi khám sàng lọc tiêm chủng ở tại bệnh viện thì chúng ta cần cân nhắc nếu đối với trẻ có nghi ngờ là tiền sử là dị ứng với các vaccine hoặc là nghi ngờ dị ứng với vaccine là có bằng chứng dị ứng với là vaccine tiêm lần trước thì không tiêm chủng. Nếu trẻ có tiền sử nghi ngờ dị ứng với vaccine, khám đánh giá nguyên nhân và mức độ dị ứng. Trường hợp mà trẻ có vàng da sơ sinh thì không chống chỉ định và không tạm hoãn tiêm chủng đối với các trường hợp vàng da sinh lý có nồng độ bilirubin dưới 7 mg trên decilit. Trong trường hợp không thực hiện xét nghiệm thì dựa vào phân vùng vàng da Gramer để chúng ta đánh giá. Nếu mà trên 7 mg trên decilit thường là vàng da nó đã tới ngang vùng 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 bụng, thấy không? Ở lòng bàn tay, lòng bàn chân thì nó là vàng da rất là cao rồi và bilirubin nó tăng cao rồi, chống chỉ định tạm hoãn tiêm chủng với trường hợp vàng da bệnh lý hoặc vàng da sinh lý có nồng độ bilirubin máu trên 7 mg trên decilit, tức khi là vàng da mà xuống xuống dưới bụng ha, đợt mặc dù nó còn trên ruộng đó nhưng mà xuống dưới bụng hoặc là ở lòng bàn tay lòng bàn chân thì chúng ta phải là tạm hoãn tiêm chủng. Đẻ non hoặc nhà cân so với tuổi như suy dinh dưỡng hay là mổ đẻ thì không có chống chỉ định và không tạm hoãn tiêm chủng đối với trẻ có cân nặng trên 2 kg hoặc là được mổ đẻ. Không có chống chỉ định và không tạm hoãn tiêm chủng vaccine viêm gan B đối với trẻ sinh non mà tuổi thai từ 28 tuần trở lên. Không có chống chỉ định và không tạm hoãn vaccine BCG đối với trẻ non có tuổi thai từ 36 tuần. Đối với trẻ non là dưới 37 tuần đó hả? Và nó không có chống chỉ định hay tạm hoãn BCG. Rồi trẻ đang điều trị kháng sinh thì khám đánh giá tình trạng bệnh lý. Thì nếu như mà trẻ nó ổn định thì chúng ta vẫn tiêm chứ không có hoãn. Đã nhiễm hoặc là nghi nhiễm HIV nhưng chưa ở trong giai đoạn S, nếu không có chống tạm chống dịch hoặc tạm hoãn thì vẫn tiêm chủng cả kể cả vaccine sống giảm độc lực nha, kể cả vaccine lao. Nếu như mà đứa trẻ chưa vào giai đoạn S thì chúng ta vẫn tiêm BCG như thường. Trẻ có bệnh bẩm sinh hoặc bệnh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa thần kinh vân vân, nếu có tình trạng bệnh lý đang giai đoạn ổn định, trẻ không ở trong tình trạng cấp tính và không có chỉ định can thiệp điều trị cấp cứu thì vẫn thực hiện tiêm chủng như thường. Nếu trẻ thiếu yếu tố đông máu thì chúng ta truyền yếu tố đông máu trước khi tiêm chủng. Đó, đấy là những cái điều rất là mới trong cái thông tư 34 35 của Bộ Y tế ban hành năm 2018 nha. Đây là nhắc lại cái lịch tiêm chủng của đứa trẻ của trẻ. Em thấy từ thể giai đoạn sơ sinh thì chúng ta viêm gan B và lao. Đúng không? Từ 2 3 4 tháng thì chúng ta nằm trong một và uống bài liệt 1 2 3 tháng thứ 5, tiêm bài liệt 14 tháng 9, mũi sợi tháng 18 thứ 18, bắt đầu vào 14 tiêm vaccine sợi rubella 1 đến 5 tuổi chúng ta tiêm viêm mạng các bạn, từ 2 5 tuổi chúng ta cho uống vaccine tạ, từ 30 tuổi chúng ta tiêm vaccine thương hàng. Rồi còn đối với những cái phần còn lại thì các em về tham khảo ở trong trong giáo trình, thấy không? Rồi như từ thời gian còn lại thì sẽ chờ những câu hỏi từ các em. Rồi, dấu giấy thắt dương tính thường tính từ bắt đầu từ ngày thứ mấy? Rồi, dương tính thì cái dấu giấy thắt dương tính này á thì sốt thì có nghi ngờ, thấy không? Khi các em nghi ngờ bệnh nhân là sốt sốt xuất huyết thì các em còn quyền làm hết đó. Nó dương tính thì khi nào sốt xuất huyết để dấu giấy thắt mà dương tính á nó có hai cái, một là thành mạch yếu, hai là số lượng tiểu cầu nó giảm hết, không có gì hết, thấy không? Vậy thì nếu như thành mạch yếu hay là số lượng tiểu cầu nó giảm thì nó vẫn phân dấu giấy thắt nó vẫn dương tính như thường. Nhưng mà dương tính đối với sốt xuất huyết đen nó có ý nghĩa đối với sốt xuất huyết đen, tức là có độ nhạy với độ đặc hiệu đối với sốt xuất huyết đen á là phải dương tính, mà dương tính là trên 20 chấm trên một inch vuông, 20 chấm xuất huyết trên một inch vuông
Thế nó thường ngày nào vậy? Tại vì cái mức độ nặng hay nhẹ nó, tại vì nó đều có khả năng xảy ra ngay trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn sốt. Lúc này chúng ta đã nói rồi, chúng ta biết cái dấu giác tác dương tính là nó hai ý nghĩa, một là thành mạch yếu, hai là tiểu cầu yếu. Mà tiểu cầu mà trên 20 chấm xuất huyết, trên 20 chấm trên một inch vuông là đánh giá cái số lượng tiểu cầu dưới 100 ngàn nhá, là thường xảy ra là dưới 100 ngàn. Như vậy nếu mà đó là đánh giá vào mức độ nặng nhẹ của sốt xuất huyết nên nó ngày nào là có khả năng hết. Trong giai đoạn hồi phục, triệu chứng giúp chẩn đoán trẻ bị quá tải. Dấu hiệu mà quá tải là quá tải ngoài, nên là tràng dịch vẫn đang còn đấy, tràng dịch măng phổi, thấy không? Tràng dịch măng tím, tràng dịch măng bụng, giai đoạn này nó đang quá tải thì chúng ta xử lý là bằng cách là chúng ta tháo ra thôi. Nếu mà nhiều quá phải chập hút, còn không thì chúng ta cho lợi tiểu để cho nó thẩm thấu ra ngoài, để mà nó đào thải ra ngoài. Khi bị tiêu chảy có nên cho uống bài bài liệt không? Nó có chỉ chống chỉ định giữa tiêu chảy với uống bài liệt hết. Tiêu chảy mà tiêu chảy trong bệnh bệnh cảnh nào, tình trạng giống như tiêu chảy nặng trong bệnh cảnh mà HIV giai đoạn 4 đấy, đúng không? Thì chúng ta phải chống chỉ định những cái vaccine mà sống giảm độc lực rồi, trong đó có vaccine bài liệt, đúng không? Còn nếu trẻ nào tiêu chảy thì nếu như mà đang bệnh cấp thì chúng ta hoãn, chứ nó không chống chỉ định. Chỉ hoãn đấy, hoãn khi nào mà trẻ mà ổn định tiêu chảy, hoặc là khi nếu mà tiêu chảy mà đã đang giai đoạn gần hồi phục rồi, tức là đang trẻ đang điều trị tiêu chảy mà nó ổn định, thì trong đúng cái thời điểm mà được tiêm đó thì chúng ta cũng có thể cho trẻ thời điểm tiêm chủng đó, thì chúng ta vẫn cho trẻ uống như thường. Tại vì bây giờ nếu chúng ta hoãn nữa mà đứa trẻ nó đang ổn định mà chúng ta hoãn bài liệt thì đứa trẻ mất một tháng rồi để mới uống lại đó. Rồi mày đặt câu hỏi tiếp. Đang có câu hỏi thì chuẩn bị qua đáp án thế. Trường hợp tiêm BCG trong vòng 1 tháng sau sinh, nếu không tiêm những người này thì không tiêm về sau nữa. Trong giai đoạn BCG thì không phải là chúng ta không tiêm, chúng ta tiêm hết chứ không phải là không tiêm. Hả? Trong giai đoạn này nếu mà lỡ mà không tiêm thì chúng ta sau giai đoạn đó chúng ta tiêm bình thường thôi, không có chi. Nhưng mà do là BCG đáp ứng tế bào miễn dịch tế bào nên thường á nó sẽ nặng nề hơn khi mà tiêm càng lớn á, thì nó sẽ cái phản ứng mà không mong muốn nó sẽ càng càng khả năng nó cao hơn, đúng không? Và thường để mà muốn xác định hay không, tại vì chúng ta là cái sau này cả em học bài Lao cả em sẽ thấy chúng ta là cái nước cái gánh nặng về bệnh tật về Lao rất là cao, đứng đang từng thứ 20 trên toàn trên 22 nước là có tỷ lệ bệnh tật cũng như tử vong Lao trên toàn cầu á. Thì như vậy là cái tỷ lệ lưu hành bệnh Lao ở trong cộng đồng chúng ta đang còn cao. Nên sau một tháng á thì Lao được trẻ đã bị sơ nhiễm rồi, sơ nhiễm Lao rồi, tính cần tiêm nữa. Sơ nhiễm Lao tại vì là kháng thể kháng Lao nó không được truyền từ ba mẹ sang con. Thấy không? Như vậy chúng ta tiêm càng sớm càng tốt. Làm sao phân biệt nhiễm sốt xuất đen tiên phát hay tái phát? Thế lúc này chúng ta nói đó, chúng ta xét nghiệm đó, xét nghiệm cái IRR. Nếu mà IRR mà nó đi sớm, đi cao, có nghĩa là nó cái khi mà chúng ta trung hòa cái tỷ lệ trung hòa của để tiêm định lượng kháng thể, chúng ta là PCR, gọi chúng ta có cái vòng nè, thấy không? Là vòng quay CT nè, nhưng mà làm PCR là CT nè, mới quay khoảng 4-5 vòng mà đã phát hiện ra con virus rồi là chứng tỏ tải lượng virus nó cao nè. Còn trong cái lượng kháng thể là tỷ lệ lũ chúng ta tỷ lệ hoa ấy. Nếu mà chúng ta tỷ lệ về hoa về một thông thường á là tỷ lệ hoa 1:70, nó mới 1:120 nó mới dương tính. Bây giờ chúng ta tỷ lệ về hoa 1:2500 rồi, nó đã dương tính rồi, thì chứng tỏ cái tải lượng của cái nồng độ kháng thể nó tăng rất là cao. Như vậy nếu như chúng ta xét nghiệm mà định lượng mà thấy cái tỷ lệ chúng ta hoa ngang 1:2560, thường chúng ta sẽ hoa những cái tỷ lệ này 1:2560,
1 trên 1280, 1 trên 120, 1 trên 70, 1 trên 50, 1 trên 20, vân vân. Mà chúng ta mới hòa ngang tỷ lệ đầu tiên thôi, là 1 trên 2560 thôi. Thấy không? Mà đã dương tính rồi thì chứng tỏ là cái kháng thể nó rất là cao. Thế nếu mà kháng thể lần đầu nó tạo ra, nó phải xu hướng nó giảm, giảm theo thời gian, mà nó thường nó giảm xuống dưới tỷ lệ hòa loãng là 1 trên 2000, 1 trên 1 dưới là 1 trên 1 trên 1280 và dưới cái ngưỡng đó. Như vậy thường những cái test mà sau này á, người ta thường sẽ lấy cái ngưỡng là 1 trên 2560 hoặc là cái test cái ngưỡng là 1 trên 1280 để làm cái test. Nếu như mà dương tính IRR thì chứng tỏ là trong cái ngay cái thời điểm IRM nó âm tính mà IRM nó dương tính, như vậy nó đã nhiễm, đã nhiễm trước đó rồi, thấy không? Và lần thứ hai này nó tăng vọt lên, như vậy là nó lần nhiễm lần thứ hai nó sẽ nguy cơ nó nặng hơn lần thứ nhất, được chưa? Rồi, bệnh nhi vào viện có sốt và xuất huyết, những bệnh lý nào đầu tiên? Là tùy chứ, mới sốt và xuất huyết thì nó nhiều lắm, bất nhiều sốt xuất huyết này, thấy không? Rồi cái tình trạng xuất huyết này em phải đánh giá, em có thể là nó đang có do cái xuất huyết do não mô cầu này, rồi em phải đánh giá qua nó là nó nhiễm trùng huyết nặng này, nó gây rối loạn đông cầm máu này, rất là nhiều tùy bệnh cảnh, nhưng đừng có nói một với một triệu chứng và sốt và xuất huyết không thì nó sẽ hưởng rất là nhiều bệnh. Nếu mà tùy vào cái đánh giá vào cái chức năng của các cơ quan này thì các em phải là đánh giá vào cái dịch tễ, thấy không, và cái tại vị trí tổn thương và cái kiểu tổn thương để chúng ta đánh giá cái bệnh lý. Không, ví dụ như chúng ta thấy mà sốt với xuất huyết nhưng mà nó là cái kiểu của là thoát huyết tương hàng nó vào sốc, thì chúng ta trong mùa dịch chúng ta phải nghi ngờ đầu tiên đó là sốt xuất đen để chúng ta truyền dịch và truyền máu nhanh. Còn trường hợp mà vào với bối cảnh là xuất huyết mà xuất huyết tự ban hình sao chẳng hạn, trẻ có sốt cao liên tục như vậy thì coi chừng nó là nhiễm não mô cầu và chúng ta phải đánh kháng sinh đầu tiên và kết hợp với là chống sốc, đúng không? Nếu hồi bé tiêm mà không có sẹo lao thì xử lý thế nào, thì em phải quay lại em có được tiêm đúng hay không và đã tiêm bên tay nào. Thông thường có cán bộ y tế nó thuần cái trái là tiêm bên trái, tiêm bên phải nữa chứ không phải tiêm bên trái không, quay lại bên phải của em có sẹo hay không. Thứ hai nữa, mà nếu mà muốn đánh giá lại em đã được tiêm lao hay không hay là lao sơ nhiễm hay chưa, thì em làm test tuberculin đánh giá qua test tuberculin nó có không nhá. Hoặc là hiện nay để đánh giá về lao sơ nhiễm thì khi các em học bài lao các em sẽ có một cái test, đó là cái test tìm interferon gamma hay là trên lâm sàng trên chỉ định là hay đây là IgRA hay là IgRA đó, xét nghiệm nếu cái nào nó dương tính thì cho dù trước đó em được tiêm lao rồi hay chưa thì hiện nay nó chứng tỏ em đang nhịp lao. Hoặc là nếu mà cao cấp hơn thì chúng ta định lượng kháng thể có kháng lao có hay không, nếu mà không có thì chúng ta tiến, thấy không? Chẩn đoán quá tải trang dịch bao buồng phổi quá muộn nên đã quá tải thì đúng là khi đã quá tải thì là đã muộn rồi. Còn nếu muốn biết quá tải hay không nữa thì em phải đo cái áp lực tĩnh mạch trung ương CVT á. Nếu như mà trên 10 nó cao quá thì có chứng nó quá tải dịch, thấy không? Thế nào? Còn hoặc là chúng ta phải đo cái chỉ số CI ở trong lòng mạch á, coi cái nó có đảm bảo được cái mạch máu lượng dịch ở trong lòng mạch hay không thì chúng ta có thể đánh giá phần nào. Còn trên lâm sàng á, trên lâm sàng là chúng ta đánh giá với tình trạng á, cho là đứa trẻ nó ổn định, nó hết sốt rồi nhưng mà nó cứ mạch nó vẫn là cứ cái chỉ số sinh hiệu huyết áp nó không ổn định, đúng không, nó vẫn có vẫn thiếu dịch, nó quá tải bên ngoài mà nó thiếu dịch, nó chen ép thì nó gây trẻ gây khó thở này, đúng không, hoặc là quá tải nhiều quá nên gây phù hồi cấp thì nó nặng rồi, nhưng mà nó tình trạng nó vẫn con phù, hoặc là chúng ta đánh giá tình trạng nó vẫn còn đang thiếu níu, huyết áp nó vẫn không ổn định, chúng ta cảnh giác tình trạng quá tải dịch. Và tất nhiên là muốn quá tải dịch thì chúng ta phải đánh giá cái lượng dịch chúng ta đưa vào. Mình thường nguyên nghi ngờ cái quá tải dịch là khi chúng ta truyền mà trên 60 ml trên kg cân nặng mà đứa trẻ nó vẫn không hết sốc thì nghi ngờ chúng ta truyền tiếp nó sẽ quá tải dịch, thấy không? Hoặc á,
là các em truyền vô mà nó không đủ. Mình có nghĩa là chúng ta truyền với số lượng bình thường là mất trên 30-40% là đã mất bù rồi, mà chúng ta truyền với cái giai đoạn là tưởng là còn bù, chúng ta thường khoảng 20 ml trên kg thì nó sẽ không có đủ. Như vậy thì nó sau 1 tiếng 2 tiếng chúng ta đánh giá lại thì nó vẫn đang không không cải thiện về huyết áp, thì nếu chúng ta việc tiếp tục truyền nữa thì nguy cơ là 60 ml trên kg trong vòng 60 ml trên kg thôi, giống cần trong giờ trong ngày như vậy đó, thì quá về số lượng đó thì phải nghi ngờ nó sẽ là quá tải nhá. Đó là một trong những cái để chúng ta đánh giá sớm và có nhận biết sớm có tải hay không. Còn ban xuất huyết trong sốt xuất huyết và sốt chikungunya thì nó cũng thường là nó đáng nó xuất huyết là do số lượng tiểu cầu nó giảm. Thì cái biểu hiện ban của sốt xuất huyết do tiểu cầu nó giống nhau, không có khác gì hết nhá. Nhưng mà chikungunya thì nó ít, nó phải kèm theo gan lát thạch nó lớn nữa. Còn trong sốt xuất huyết đen thì nó cái ban này nó giống nhau rồi, chắc chắn rất là khó để chúng ta phân biệt, nhưng mà triệu chứng thì nó sẽ khác nhau. Đó, chứ cái da nó còn ảnh hưởng thêm cái gan lát thạch lớn nữa, là thường hạch là sẽ nhiều. Rồi tiếp tục. Rồi, nếu không có thì nghỉ ở đây và các em có thể nhắn tin cho thầy thế, rồi thầy sẽ trả lời cho các em. Rồi, chào cả lớp.